Xin chào ngày mới quý vị và các bạn. Thưa quý vị, mưa đã duy trì nhiều ngày tại miền Trung, đặc biệt là khu vực Trung Trung Bộ. Từ hôm nay thì vùng mưa lớn sẽ dịch chuyển lên Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ. Thời tiết tại những khu vực này sẽ có sự thay đổi đôi chút. Với khu vực miền Bắc dưới tác động của đới gió đông ẩm cộng thêm gió đông bắc đến đông của khối không khí lạnh suy yếu lệch về phía biển, nên trời nhiều mây và mưa xuất hiện ở khu vực ven biển phía đông sau mở rộng lên khu vực Trung Du rồi đến trưa nay thì lan sang vùng núi. Do đó mà nhiệt độ ban ngày không cao, chỉ trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Với khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai ít chịu tác động của gió đông, mai vẫn có nắng nhẹ với nền nhiệt vẫn còn cao 28 đến 31 độ. Nhiễu động gió đông mở rộng lên phía Bắc, vùng tâm mưa lớn cũng dịch chuyển theo các tỉnh Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, khu vực phía Bắc của tỉnh Quảng Bình trở thành vùng tâm mưa lớn với lượng mưa phổ biến là từ 50 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Khu vực Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa từ 20 đến 50mm, có nơi trên 100mm. Các tỉnh còn lại có mưa dông nhiệt vào thời điểm chiều tối. Có mưa nên nhiệt độ hôm nay ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế vẫn duy trì ở ngưỡng thấp từ 27 đến 30 độ. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi là 29 tới 32 độ. Còn ở khu vực các tỉnh thành phố từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận thì nhiệt độ cao 32-33 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày vẫn duy trì tình trạng nắng sớm với nhiệt độ cao nhất không vượt quá ngưỡng 34 độ. Đây cũng là nơi có mưa dông tập trung về chiều tối do khu vực đang tồn tại một rãnh thấp mờ có trục vào khoảng 5-7 độ vĩ Bắc, cục bộ có mưa lớn gây ngập úng. Trên biển, hầu khắp Biển Đông bao gồm cả hai vùng biển huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió có hướng đông bắc đến đông có cường độ phổ biến ở mức cấp 4 nên không gây biển động. Thời tiết tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, từ ngày mai mưa có xu hướng giảm dần. Thưa quý vị, tàu Cảnh sát Biển 8002 thuộc lực lượng vùng Cảnh sát Biển 2 đóng tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam vừa cấp cứu và đưa một ngư dân bị tai biến trên biển vào đất liền an toàn. Trước đó, lúc 7 giờ ngày 22 tháng 10, khi đang tìm kiếm 12 ngư dân tàu cá Quảng Nam mất tích trên vùng biển Trường Sa, tàu Cảnh sát Biển 8002 nhận thông tin tàu cá QNG 95690TS đang đánh cá ở phía đông Quy Nhơn, khoảng 300 hải lý. Thông báo trên tàu cá có thuyền viên là Bùi Thanh Vũ, 48 tuổi, quê tại xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, bị đột quỵ, trong tình trạng lúc mê lúc tỉnh và tai thì bị điếc một bên. Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 2 đã chỉ đạo tàu Cảnh sát Biển liên lạc hỗ trợ tàu cá có ngư dân bị tai biến. Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 22 tháng 10, tàu cá QNG 95690TS đã tiếp cận mạn tàu Cảnh sát Biển. Và tổ quân y trên tàu Cảnh sát Biển đã sang tàu cá để hỗ trợ kiểm tra y tế và chăm sóc sức khỏe cho ngư dân bị tai biến. Và đồng thời chuyển ngư dân lên tàu Cảnh sát Biển để khẩn trương đưa về đất liền điều trị. Và vào tối ngày 23 tháng 10, thì tàu Cảnh sát Biển đã cập cảng Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, đưa ngư dân lên bờ và làm các thủ tục theo quy định để Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận và đưa vào bệnh viện để điều trị tiếp tục.